Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 446, xin gửi đến quý vị chủ đề Từ chuyện từ thiện thì em đến câu hỏi mớm ăn và mớm cung, cái nào xấu hơn? Cái gì mà cứ nghe mớm mớm, mớm mớm đúng không quý vị? Thưa quý vị, à, ngày hôm nay thì à, việc mạng phép dùng à, Khoảng 50 phút để thư chuyện với quý vị về hai cái động từ mớm ăn và mớm cung. Nó xấu chỗ nào? Nó tốt chỗ nào? À, liên quan đến câu chuyện từ thiện gia đình ông cụ họ Lê như thế nào? Thì à, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. À, Thanh Việt có thêm một cái lời bình luận nữa là uh, Thanh Việt nhận được uh, hai cái uh, email uh, trong đó có một email và một tin nhắn, chính xác là như vậy. Uh, họ yêu cầu là Thanh Việt có ý kiến gì về cái uh, tâm thư ngày hôm qua được gửi ra bởi một trong những luật sư bảo vệ cho bên gia đình ông cụ Hà Lê. Thì uh, thưa quý vị, À, đầu tiên cho phép thanh việt à, không bình luận về cái tâm thư đó lý do đơn giản là như thế này thanh việt đã có một cái à, bài à, à, phóng sự cách đây cũng à, không lâu đâu à, khoảng một tuần thôi chưa quý vị chưa tới một tuần nữa nếu quý vị có thể trở lại để nghe cái câu chuyện đó thanh việt đã đề cập rất là sát nhưng quý vị về cái câu chuyện à, hiện tại trong cái vấn đề luật sư à, cái uh, cách hoạt động của thân vị phóng sự là sẽ không bao giờ nhắc đến tên uh, của bất cứ cái vị nào, nhưng quý vị cho dù là bên của uh, uh, những người ủng hộ hoặc là bên những người phản biện uh, uh, hận thù, nhưng quý vị thì thân vị sẽ không bao giờ nhắc tên của bất cứ vị nào. Uh, Lý do đơn giản là không nhắc tên, đó quý vị, vì uh, uh, nên có một sự tôn trọng. Và cái trách nhiệm của Thanh Việt ở đây Là không phải đi bình luận cá nhân Nên là không cần thiết Phải nhắc tên của ai Khi mà Thanh Việt bình luận một câu chuyện đó Thì những quý vị nào theo dõi Những cái Câu chuyện nóng bỏng trên mạng xã hội đó Thì chắc chắn quý vị sẽ Hiểu được, nhìn ngay được Cái người mà Thanh Việt đang muốn nói đến Nhưng quý vị Vì vậy cho phép Thanh Việt không bình luận Về cái tâm thư đó Khi bình luận về cái tâm thư đó đó quý vị Thì chắc chắn nó phải nêu tên và cái đó nó đi ngược lại cái quan điểm làm việc của thân việc sản xí sọn này. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện mà hôm nay thân việc muốn thưa chuyện với quý vị đó là mớm ăn và mớm cung. À, vừa qua đó phải gọi là Bảo mạng xã hội đã gây hiểu lầm rất là nhiều các cái câu chuyện pháp lý, nhưng quý vị là từ đó dẫn đến những cái sự hiểu lầm về luật pháp. À, nhưng uh, cũng phải nói rằng thông qua uh, cái um, drama uh, xảy ra trong uh, uh, hai năm qua uh, người người dân chúng ta một phần nào đó đã hiểu được thêm uh, khi bắt đầu bằng những sự hiểu lầm rồi sau đó uh, một số đã tự đi tìm hiểu nhưng quý vị mới uh, có những cái trường hợp mà thanh việt gọi đùa là um, uh, uh, Mr uh, Google đó quý vị rồi có những uh, quý vị lắng nghe những cái uh, chương trình uh, trên Youtube, trên Facebook của các quý anh chị uh, nêu lên các cái quan điểm uh, đúng chợt thì cũng có đầy đủ hết quý vị. Uh, muôn màu thì uh, hy vọng rằng trên cái uh, mặt pháp lý đó quý vị thì thành vị phóng sự luôn luôn cố gắng uh, trong cái khả năng của mình để đưa cho quý vị những cái uh, uh, hiểu biết À, không dám nói là hiểu biết à, một số cái quan điểm, một số cái suy nghĩ dựa trên cái um, mặt pháp lý. Nhân quý vị, thì ngày hôm nay à thân việc xin được trình bày là trên mạng xã hội. Quý vị thấy um, có những cái um, có một cái dòng tin nhắn của một cái quý vị tên là quyền Ta hay Uyên Ta gì đó 3882. À thân việc um, xin đọc nhanh qua nhân quý vị, thì vì mục đích của chương trình là không phải bình luận về cái cái tin nhắn này hoàn toàn là không nhưng quý vị thân vịch quý vị cũng đã đọc được cái tin nhắn này rồi thì đại khái cái tin nhắn này đó quý vị nó có một cái đoạn mà phải gọi là đã gây ra cơn bão mạng một thời gian hai ngày qua thì trong đó có cái đoạn nói rằng mình ủng hộ tiền mua xe nhưng bên cơ quan điều tra cơ quan Đức Hòa vận động mình làm đơn thưa à, mình trả lời mình tự nguyện cho chứ không ai xin cả à, công an không làm gì có thể buộc tội được thì à, thưa quý vị cái đoạn văn ngắn như thế này nhưng quý vị tạo ra hai cái luồng suy nghĩ à, luồng suy nghĩ thứ nhất là cái um, tin nhắn này đó quý vị có thật sự là chính xác hay không thì uh, trên cái mặt pháp lý đó thanh việt sẽ không bàn luận chi tiết vào cái tin nhắn này vì thanh Việt cũng không có kiểm định được cái tin nhắn này là tin nhắn thiệt hay tin nhắn giả một cái dòng suy nghĩ nữa đó quý vị là à, cho rằng cái um, cái câu chuyện mà à, bên cơ quan điều tra họ vận động cũng đó là một cái chuyện thường tình ở ở huyện nha quý vị à, một dòng suy nghĩ khác đó là cái chuyện mà bên cơ quan điều tra vận động một người nào đó làm đơn tố giác tố cáo đó là chuyện trái với pháp luật. Thì uh, trong chương trình ngày hôm nay, uh, thân Việt sẽ trình um, bày một số cái quan điểm uh, pháp lý để từ đó quý vị tự có cái đúc kết cho chính mình là những cái um, nội dung trong cái tin nhắn uh, được đăng lên cái uh, cái lời bình luận được đăng lên trên mạng xã hội đó, quý vị, nó thực sự là nó uh, uh, có đúng uh, phạm vi của bên cơ quan điều tra hay không nhé, yeah, nha quý vị. Rồi à, chúng ta cũng thấy được một cái dòng tin nhắn khác, à, thật sự đó là một cái thông báo. Cái thông báo này cho cho thấy rằng bên à, để phục vụ cho công tác điều tra, à, cơ quan an ninh điều tra à, Long An đã thông báo nếu ai là bị hại của các bị cáo sinh sống tại hộ và bà liên hệ ngay với cơ quan an ninh điều tra để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra tin này được đăng vào đầu tháng 12 nha quý vị à, quá hẹn 30 ngày có nghĩa là bây giờ chúng ta đã bước sang tháng thứ hai rồi thì à, à, cái tin này nó cũng đã hết hạn à, qua quá trình 30 ngày kể từ ngày ra thông báo cơ quan an ninh điều tra sẽ không tiếp nhận giải quyết như vậy một số quý vị à, liên kết hai cái câu chuyện này lại và cho rằng bên cơ quan an ninh điều tra họ đã à, đăng cái à, thông báo đi tìm những người mà gọi là bị hại đó quý vị đó thì à, nó cũng gần như là cái câu chuyện mà bên cơ quan an ninh họ đang vận động mình làm đơn thưa à, gia đình ủng cụ họ lên thì đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau nha quý vị nhé À, thân việc sẽ trình bày với quý vị tại sao mà nó khác nhau ở chỗ nào quý vị nên nhớ rõ rằng người ta đi tìm người bị hại có nghĩa là ai là người bị hại thì đến gặp chúng tôi nhưng quý vị chứ không phải là người ta đang hướng dẫn một người để trở để cho người đó trở thành là người bị hại quý vị nên nhớ rõ hai cái điểm đó như vậy người ta chỉ thông báo rằng hiện nay chúng tôi đang điều tra các cái uh, vấn đề liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cái thông tin sai sự thật về mồ côi uh, uh, gì đó thì nếu ai là uh, người bị hại uh, uh, của các cái uh, bị cáo sinh sống tại uh, hộ gia đình ông cụ uh, họ Lê đó thì liên lạc với chúng tôi còn cái um, lời bình luận của một bà tên là Nguyên Tạ, uh, nhân quý vị uh, thì Nguyên uh, Tạ hay là Nguyên Ta gì đó thì uh, trong đó có một cái đoạn tin nhắn rằng bên cơ quan uh, điều tra đã vận động để làm đơn tố cáo. Thì hai cái, hai cái nội dung đó, đó quý vị, nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà mình vận động một người làm đơn tố cáo đó quý vị, tức là mình đang đi vận động, họ trở thành là người bị hại. Nhưng quý vị, uh, một bên là đi tìm người bị hại, còn một bên là vận động một người chưa là bị hại trở thành là người bị hại thì đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau nên à, quý vị cần phải nắm vững cái quan điểm này rồi cũng có một cái um, thông tin nữa trên mạng xã hội à, nói về một à, luật sư à, đang à, bảo vệ cho thân chủ của mình trên cái án hình sự tuyên bố trên mạng xã hội youtube là ông được à, cán bộ cơ quan điều tra à, tiếp cận và yêu cầu à, thân chủ của ông nhận tội để giảm án. Thì à, cái câu chuyện thật hư như thế nào đối với vị thân Việt không bàn luận. Nhưng quý vị, à, đối với luật pháp Việt Nam chúng ta đó thì cái chuyện mà à, điều đình ở bên ngoài tòa đó quý vị, nó xảy ra đối với án dân sự. Nhưng quý vị, điều đình để à, hai bên cùng có lợi trong những cái phiên tòa à, án dân sự còn về án hình sự đối với vị thì nó lại khác 100% phần trăm những quý vị nhé khác 100% phần trăm cái um, câu chuyện mà vị luật sư khi đưa ra thân việc không có bàn là uh, vị đó nói chật hay là nói sai sự thật nhé tự vì thân việc không thể nào kiểm chứng được cái uh, câu chuyện đó nên thân việc chỉ muốn nói rằng cái câu chuyện mà vị luật sư đó đưa ra cho rằng cơ quan điều tra đã tiếp cận ông và yêu cầu ông nói với thân chủ là nên nhận tội đi để được giảm án thì cái hành động đó đối với vị nó khác với cái câu chuyện là cơ quan điều tra vận động nhé à, các bị can hợp tác và thành khẩn khai báo trước cơ quan điều tra. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên là vận động để nhận tội để được giảm án. Đó, còn một bên là vận động hợp tác và thành khẩn khai báo hai bên hoàn toàn khác nhau à, chắc là quý vị nắm vững được cái điểm khác nhau này thanh Việt sẽ không có đi sâu vào nhưng hy vọng rằng khán giả của thanh Việt sẽ hiểu được một bên là à, vận động để à, các bị can hợp tác không có à, thành khẩn khai báo tất cả những việc làm của mình à, tất cả đều phải là sự thật đúng không quý vị chúng ta bắt đầu từ một cái điểm đó là tôn trọng sự thật thì à, chúng ta vận động cái người bị can đó cơ quan điều tra đó quý vị là nên hợp tác khai báo thành khẩn những điều sự thật. Còn bên của cái vị luật sư kia họ kể lại câu chuyện là đã từng được các cơ quan điều tra cán bộ cơ quan điều tra yêu cầu thân chủ là nhận tội để xin giảm án tức là một cái một cái yếu tố giảm nhẹ đó quý vị thì cái câu chuyện này nó 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 lại lại là ở cái quan điểm rằng Thân chủ... Có thấy là mình có tội hay không? Khi mà được... À, à, nếu mà cảm thấy mình có tội... Thì chắc chắn mình không thể nào... Nhưng quý vị tiếp nhận cái à, lời... À, yêu cầu của bên cơ quan điều tra... Về cái việc mà nhận tội đi... Để được giảm án. Thì đó là những cái trên mặt pháp lý... Của đất nước chúng ta điều đó là không được. Nhưng quý vị nhé... Chúng ta không thể nào yêu cầu một người... Nhá, khác để nhận tội... Để xin giảm án. À, khi mà có khi quan điểm của họ là họ vô tội thì khi mà chúng ta vận động như vậy đó quý vị là chúng ta đang bước vào một cái chuyện gọi là mớm mớm gì ở trong đó rồi và mớm là không có được rồi một số cái lời, lời giải thích khác nữa đó quý vị đó là cái chuyện mà cơ quan điều tra à, vận động à, bị can bị cáo làm cái chuyện abcd gì đó thì nó cũng giống như là À, lời dạy à, của các tổ chức à, nhà nước là các cán bộ cần phải gần gũi sâu sát với quần chúng. À, thì quý vị nhớ cái cái điểm này nha quý vị, à, sâu sát gần gũi với quần chúng chứ không phải là sâu sát gần gũi với bị can. Hay là cái những cái điểm mà rất là quan trọng để hiểu rõ cái vấn đề, mình sâu sát gần gũi với bị án khi mà bị án đang thi hành à, cái án phạt thì các cái um, người quản giáo có thể là gần gũi à, để à, à, hiểu được cái tâm tư của cái người bị án của cái phạm nhân còn khi là bị can là bị cáo thì cái chuyện mà gần gũi sâu sát đó quý vị nó trở nên là một vấn đề rất là tế nhị nhưng quý vị rất là tế nhị mặc dù cái lời giảng dạy À, của các cơ quan ban ngành với các cán bộ luôn luôn là gần gũi sâu sát với quần chúng và cần thiết để tránh mất cái bệnh chủ quan quan liêu hóng hách cử quyền. đó Rồi cái chuyện mà à, à, gần gũi với các bị can bị cáo đó quý vị thì nó sẽ trở nên nó rơi vào một cái à, à, ranh giới được gọi là chạy án. Vì vậy à, tí nữa thanh việt sẽ trao đổi với quý vị có những cái thông tư, có những cái điều luật trong bộ luật hình sự, trong bộ luật tố tụng hình sự à, ngăn cấm những cái chuyện mà gần gũi, sâu à, sâu sát, đóng mặt, móng mặt với các bị can, bị cáo. Tự vì nó sẽ thành những cái phe nhóm thao túng tội phạm cũng như là những cái sự việc mà không được chấp nhận theo luật pháp đó là chuyện chạy án. Thì sơ sơ cho quý vị thấy những cái điểm à, dễ gây hiểu lầm. Trong cái việc mà dịch thuật những cái uh, tờ, từ ngữ trong luật pháp Nhưng quý vị chúng ta suy nghĩ một cách đơn giản à, Là vận động làm đơn tố giác thì nó cũng y hệt như là đi tìm người bị hại Hoặc là yêu cầu thân chủ nhận tội thì nó cũng y hệt như là vận động hợp tác thành cẩn khai báo Những điều đó hoàn toàn khác nhau trong cái vấn đề uh, hoạt động tố tụng hình sự bây giờ nè nãy giờ là mình nói đến cái chuyện mà mớm mớm đúng không quý vị thì à, quý vị ơi mớm với quý vị thật sự đó à, trong nền văn hóa của chúng ta mớm không phải là một động từ mà nó à, xa vời nhưng quý vị chuyện mà nhai mớm cho con đó nếu quý vị à, thanh việt nghĩ rằng khán giả của thanh việt đều là những người có tuổi những quý vị đã đã là mẹ và bây giờ có khi là đã là ông bà rồi thì cái chuyện nhai mớm cho con là một cái uh, tập tục mà đã có từ lâu Và nó đã ăn sâu vào văn hóa nuôi dạy con tại Việt Nam Đúng không quý vị Lúc trước uh, Thanh Việt cũng uh, được cha mẹ uh, nhai mớm Rồi sau này đó uh, Thanh Việt cũng nhai mớm lại cho con của mình Mặc dù là bị phản đối dữ dội uh, Lý do tại sao quý vị Thì tiếng Đức Thanh Việt giải thích cho quý vị liền bây giờ luôn Nhưng mà đó uh, quý vị Tại sao mà Thanh Việt nói vào văn hóa Nó đi vào văn hóa của chúng ta Tự vì mớm ăn đó quý vị nó có trong bài hát luôn nhá à nhạc sĩ phạm duy đó có cái bài là ru con bú môm nâng niu à, không biết có quý vị nào thích nhạc phạm duy chắc là biết một cái bài cũng khá lạ à đây là một trong những cái bài hát mà thuộc về nhạc đạo nhưng quý vị ru con bú môm nâng niu trong đó có cái đoạn cũng rất là hay rất là hay nha quý vị ru con bằng vòng tay ấm cho con yêu tiếng dịu dàng ru con bằng bầu sữa nóng cho con ơn mãi tình nồng rất là hay rất là hay quý vị. Rồi một nhạc sĩ trẻ hơn, trẻ hơn tên là Hồng Sương Long cũng có một bài. À, mặc dù cái tự đề nó nó không có cái chữ mớm mớm như trong này, à, tự đề là tóc gió mẹ bay chứ không phải tóc gió thôi bay nha, tóc gió mẹ bay. Thì à, à, trong đó có một cái đoạn mà lần này đó quý vị nó khác với à, nhạc của Phạm Duy, nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy á, là dùng cái chữ mớm trong cái à, tự đề của bài hát nhưng mà lại không có chữ mớm trong lời 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 hát nhưng mà nhạc à, nhạc sĩ trẻ hơn Hồng Sương Long đó thì tựa đề không có chữ mớm nhưng mà trong cái lời hát có chữ mớm này thưa quý vị, rất là hay luôn. Có một miền quê rất xa này còn nhớ không? Có hạt gạo khô thở nào, mẹ mớm nuôi con. <laughs> nhớ thuở lòng son nhiều đêm gió mưa lạnh lùng, con ho suốt cả đêm dài là mẹ thao thức cả đêm. À, những cái à, tình mẫu tử của người mẹ dành cho À, con lúc còn nhỏ đó quý vị Đều được thể hiện qua bài hát này Và một trong những cái tình yêu thương Lo lắng cho đứa con Từng à, miếng ăn giấc ngủ đó Được thể hiện qua cái hành động Gọi là mớm Tuy nhiên, Thánh Việt cũng hay nói này đó quý vị Tuy nhiên đối với khoa học hiện đại hiện giờ đó quý vị nhá Chứ không phải uh, Thời mà còn bảo đại còn đi tắm mưa nha quý vị Thì uh, Người lớn đó khi mà nhai mớm Cơm thức ăn cho con đó quý vị thì đã gián tiếp truyền những cái vi trùng trong cái miệng của người lớn, nhà quý vị sang thức ăn cho con, rồi từ đó thức ăn được đúc cho đứa con, nghĩ là chúng ta đã gián tiếp truyền vi trùng từ mình sang cho con. Thì đối với những em bé, đó quý vị, thì vì còn nhỏ, cái sức đề kháng còn yếu, mà những em bé mà đã có bệnh, đó quý vị, có khi là nó sức đề kháng nó không mạnh, thì việc chuyển vi trùng của người lớn, mặc dù trong cơ thể người lớn nó không có đến nỗi gì. Nhưng sang cơ thể của trẻ con với những em bé chưa có sức đề kháng cao thì những vi trùng này đã trở nên không phải là những vi trùng hiền mà nó trở thành là những vi trùng dữ. Và quý vị cứ nhớ như vậy, nó hiền với ai nhưng nó lại dữ với một ai đó thì đó là một cái chuyện bình thường trong xã hội. Thì trong khoa học cũng vậy, nó hiền với người lớn nhưng mà với trẻ con nó trở thành là một cái vấn nạn. Đó, thì cái chuyện mà mớm, nhân quý vị, nó gây đến rất là nhiều cái vấn đề à, à, bệnh cho trẻ em à, nó hại nhiều hơn là lợi nhất là trẻ em mà có sức đề kháng yếu đó quý vị à, mà cái à, hệ thống à, à, miễn dịch đó à, nó giảm sút đó quý vị thì cái chuyện mà mớm lại càng nguy hiểm hơn tại sao thì vì à, các bé đó mà khi mà được à, cha mẹ mớm, nè à, như quý vị thì nó gặp những cái chứng bệnh như là viêm gan nè vàng da vàng mắt mệt mỏi chán ăn rối loạn tiêu hóa vân vân và vân vân rồi đến cái uh, những cái chứng bệnh như là đau bụng uh, đi ngoài có uh, uh, máu rồi gây ra áp xe gan rồi uh, bệnh uh, viêm màng não uh, gây ra cái chứng bệnh gọi là viêm đường hô hấp đó. rồi uh, nhiễm uh, vi khuẩn uh, hp uh, gây uh, ra cái bệnh uh, loét dạ dày uh, tá tràng uh, cấp tính rồi uh, bệnh tăng bạch cầu đơn nhãn nhiễm khuẩn đó là con vi trùng ở trong cái uh, 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 vòng uh, hầu họng của người lớn đó quý vị à, nhưng mà nó không sao đối với người lớn từ người lớn thì có cái cái sức đề kháng mạnh nhưng mà khi sang trẻ con đó quý vị thì nó trở nên là nguy hiểm thì đây là cái việc mà nó vào trong văn hóa của chúng ta rồi à, hiện nay thì nó được giảm bớt rất là nhiều nha quý vị và thanh việc nghe đâu đó rằng cái văn hóa Việt Nam của chúng ta mà mớm cho con ăn đó nó cũng được lan tỏa ra tới người ngoại quốc nha quý vị À, thân thành nghe nói là có một cái vị ca sĩ nữ cũng khá là nổi tiếng ở bên Mỹ cũng đã mớm cơ, à, cơm cho à, cho con ăn nữa. À, tức như mình nói người ta không ăn cơm rồi, người ta mớm thức ăn thôi. À thì à, nhưng mà tóm lại đó quý vị, cái, cái cái câu đầu tiên mà mớm ăn đó quý vị là một điều tối kỵ nha quý vị đối với khoa học hiện đại hiện nay. À như vậy là một phần cái tựa đề trong cái bài ngày hôm nay là về mớm ăn, điều đó tốt hay là xấu thì thân vị kết luận luôn, mớm ăn Xấu lắm à, đừng động vào, mặc dù lúc trước thành Việt cũng mớm dữ lắm, nhưng quý vị mớm dữ lắm. Bây giờ, trở lại cái động từ thứ hai có trong cái tiêu đề ngày hôm nay, đó là cái chuyện mà mớm cung. Mớm cung là cái gì vậy? Ai có thể làm được cái chuyện mớm cung? Thưa quý vị, thứ nhất, cái chủ thể để làm cái việc mớm cung đó quý vị là cơ quan điều tra. Nhưng quý vị nhé dù là đây là một cái sai phạm trong cái vấn đề uh, thi hành án, à, xin lỗi quý vị uh, trong cái vấn đề mà mà uh, xét xử, uh, điều tra nhưng quý vị tố tụng, thanh việt cũng cũng khẳng định và cũng nhắc lại cho quý vị uh, một số quý vị có thể là không nghe cái đoạn đầu thì lại cho rằng, à thanh việt đang nói về cái tin nhắn, uh, cái lời bình luận ở trên mạng xã hội của một cái vị quyền tại gì đó và cho rằng cái vị đó đang nói rằng cơ quan điều tra à, Mớm cung à, thanh việt không bàn luận về cái tính chất sự thật của cái đoạn tin nhắn này Nhân quý vị nhé thanh việt không bàn luận vì thanh việt không có tài năng nào để đi kiểm chứng được câu chuyện đó quý vị nhìn nhớ rõ cái vấn đề đó thanh việt chỉ có muốn trao đổi với quý vị là nếu điều đó xảy ra nhưng quý vị nếu điều đó xảy ra thì đó là hành vi vi phạm hay không đó, đó là cái mục đích của phần còn lại chương trình ngày hôm nay Thì thưa quý vị Mớm cung đó quý vị Đó là cái cái, cái hoạt động Mà gợi đã, Gợi hỏi Để lấy lời khai theo ý của mình Ý của mình đây Mình đây là người hỏi cung Tức là các cán bộ của cơ quan điều tra Đó đó gọi là mớm cung Đôi khi chúng ta nghe được cái câu ép cung nữa Nhưng quý vị mớm cung hay là ép cung Cũng gần gần như vậy điều tra viên đó để thực hiện cái công việc mớm cung đó quý vị, điều tra viên thường à nhắc nhở những cái lời khai để cho người bị hại, bị can, người làm chứng những người có cái vai trò trong vấn đề tham gia tố tụng đó quý vị à, nói ra những cái điều mà cái điều tra viên nó muốn. Có nghĩa là chúng ta vẽ sẵn một con đường cho những cái người bị hại, những người bị can, những người làm chứng đi theo đúng cái con đường để cái điểm đến cuối cùng là đúng theo cái mục đích của người điều tra viên cái hành động này được gọi là mớm cung và điều đó là không chấp nhận nhưng quý vị điều đó là vi phạm à, cái thủ tục tiến hành tố tụng thay vì phải nói rõ là như vậy mớm cung là không chấp nhận mớm cung không chỉ với người bị can à, bị cáo phạm nhân không có nha quý vị nhé Mớm cung có thể xảy ra luôn cả với người bị hại và người làm chứng. Nhân quý vị, mớm cung có thể xảy ra với người bị hại và người làm chứng, còn còn bị can á à, bắt vào tạm giam đó thì cái chuyện mớm cung thì nó dễ hiểu quá rồi. À, nếu có xảy ra, cái gì mình cũng có có chứ nếu nhân quý vị, nếu có xảy ra thì cái à, à, hành động đó với người bị can là rất là dễ hiểu giữa cơ quan điều tra và người bị can cái chuyện đó có khả năng xảy ra, à, chứ không bảo đảm là sẽ xảy ra hay là không xảy ra. Còn đối với người bị hại và người làm chứng đó, thì đôi khi là chúng ta không à, à, không có nắm vững, và cho rằng không thể nào có chuyện mớm cung với người làm chứng, với người bị hại được. Thì quý vị cứ nghĩ một cái ví dụ đơn giản nhất cho quý vị, có một cái à, tai nạn nó xảy ra. Thì à, cái à, một số người làm chứng chứng kiến được cái cảnh đó, nhưng quý vị được bên cơ quan điều tra mời đến để... À, À, nhận cái cái lời khai hoặc là để cho họ viết cái uh, bản tường trình, bản uh, tố cáo cái gì mà họ đang thấy trong cái uh, vụ tai nạn đó, vì uh, họ thấy được rằng cái người gây ra tai nạn đó thực sự là uh, uh, phạm lỗi lầm chứ không phải là như là những gì mà người uh, gây tai nạn đã kê khai với cơ quan điều tra. Nhưng mà khi mà kê khai với cơ quan điều tra đó thì cái người làm chứng đó quý vị, họ nói rằng họ cũng không nhớ rõ được, họ chỉ biết rằng cái xe đó nó đã vi phạm. Mặc dù trên cái tuyến đường đó rất là nhiều xe nhưng họ nhớ là có cái chiếc xe đó nó vi phạm và nó tung phải, nó gây ra cái tai nạn đối với uh, cái người bị bị uh, bị, uh, bị mất mạng kia. Thì uh, cơ quan điều tra nếu mà thực hiện cái việc mà mớm cung đó quý vị, à, thì họ sẽ nói rằng à, cái xe đó là xe màu xanh có biển số nó như thế này phải không? À, biển số là 210247 gì đó. Thì à, như vậy là mớm cung. Nhưng quý vị, như vậy là mướm cung. Khi mà mình nói rằng, à, cái biển xe đó màu xanh, biển số như vậy, đúng không? Thì đó là mình mướm cung. Tự vì đúng theo luật pháp, mà trong cái quá trình điều tra đó quý vị, là người ta phải đưa một loạt. Nhưng quý vị, các cái biển số xe, các cái loại xe, à, rồi các màu xe, chứ không phải chỉ đưa một màu. Nhưng quý vị phải đưa nhiều màu để cho cái người làm chứng đó chọn, nha quý vị. Để cho cái người làm chứng đó chọn cái biển số xe mà họ có thể nhớ được, cũng như là một số quốc gia đó quý vị họ nhận biết được à, và người phạm tội đó à, bằng cách là cho những người phạm tội một nhóm người xếp hàng thì trong đó có một người là phạm tội, có những người kia là không phạm tội, thì cho cái người làm chứng đó quý vị họ xác nhận được, những quý vị là người nào. Mà họ cảm nhận thấy là đây chính là người mà họ đã chứng kiến trong cái vụ tai nạn Hay là vụ uh, uh, gây án mạng gì đó vâng vâng, vâng, vâng vâng. Thì cái đó nhân quý vị nó mới đúng là không có mớm cung Còn mớm cung là mình hầu như là mình chỉ đưa cho cái người mà mình đang xét hỏi Người bị hại hoặc là người làm chứng đó quý vị Một cái trường hợp duy nhất để người đó phải chấp nhận Thì cái đó nó gọi là mớm cung Có những cái điều mà bên điều tra viên có thể đưa ra đó quý vị, nó không là sự thật. Thì vì đưa ra điều mớm cung không sự thật đó quý vị, nó có thể làm sai lệch cái kết quả điều tra và từ đó dẫn đến cái vụ việc là oan và sai. Đúng không quý vị? Oan và sai. Vụ án sẽ không được làm sáng tỏ và bị bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, nội dung mớm đó quý vị, có khi là là thiệt, à, cái nội dung đó là 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 thiệt sự, thì mớm có thể được sự hiện xảy ra hay không, mớm có phải là vào trong cái trường hợp đó có phải là à, cái vấn đề à, vi phạm pháp lý hay không, thì à, thưa quý vị nó à, vẫn có những cái yếu tố để không chấp nhận được, tại vì lúc nào thì mình mới phân biệt được là mớm đúng sự thật và mớm không đúng sự thật. À, một số quý vị bảo vệ cho cái trường hợp này đó sẽ nói rằng thường thường cơ quan điều tra có thể mớm khi mà cái người à, bị mớm đó quý vị họ không có đủ kiến thức sức khỏe và nhận định được à, tự nhận định được cái câu trả lời vì vậy điều tra viên phải giúp đỡ phải đi sâu sát với quần chúng thì phải giúp đỡ thì thưa quý vị đó là những cái ý nghĩa những cái ý nghĩ rất là đen tối và bậy bạ bà, nhưng quý vị nhé à không thật không chấp nhận được à, Khi mà một người không có đầy đủ Cái nhận định về cái câu trả lời Hoặc là không có đủ sức khỏe Để phân biệt đúng sai Hoặc là không đủ kiến thức Thì người đó không thể trở thành là nhân chứng được Nhân quý vị Hoặc là người à, nhân chứng cho cái sự việc đó được Vì vậy à, Không thể chấp nhận cái lời kê khai Chứ không phải là vì người đó Không có nhận định được à, Không tự đưa ra được câu trả lời không có đủ sức khỏe hoặc là tâm lý tâm thần để có thể trả lời thì người đó không thể nào làm chứng được câu chuyện. À. Rồi khi mà nói về mớm đó quý vị thì người ta phải có một câu trả lời sẵn và người ta vẽ ra con đường, à, người ta vẽ ra con đường để cho người bị hại bị can hoặc là người làm chứng đi theo cái con đường đó hoặc là người ta có những cái mẫu đơn đã được điền sẵn hoặc là những cái nội dung đã được điền vào trong cái mẫu đơn đó sẵn hết tất cả mọi chuyện rồi để cái người mà 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 bị bị hỏi đối với vị hoặc là người mà được yêu cầu uh, viết đơn đó sẽ uh, trả lời uh, theo cái ý đó hoặc là ký tên vào trong cái uh, tờ giấy mà đã được viết sẵn thì cái đó nó gọi là mớm cung luôn nhân quý vị nhé. Mớm cung không chỉ nói rằng hãy nói theo những gì mà tôi nói Hãy nói theo những gì mà tôi viết cho quý vị. Quý vị cứ trả lời đúng câu đó cho tôi. Thì cái đó là mớm cung là chắc chắn rồi. Nhưng có những trường hợp mớm cung không phải là cái hành động nói mà là hành động ký tên. Ví dụ một cái lá đơn nó đã được viết sẵn. Nội dung cũng đã có đầy đủ. Rồi người ta yêu cầu là hãy ký tên vào đó. À, hoặc là hướng dẫn cái cách viết đơn với những cái khi mà đến mô tả cái sự việc đó quý vị. Thì lại à, mong muốn rằng hãy viết theo cái điều này. À, thì cái đó nó cũng gọi là mớm cung. Nha quý vị, mớm cung. Hình thức mớm cung thì đa dạng như thanh việc trình bày bằng lời nói, bằng tài liệu, bằng vật chứng. Chưa được xác định là chính xác. Nha quý vị, việc mớm cung lời khai không chính xác, không phản ánh đúng sự thật, khách quan, dẫn đến rất là nhiều vụ án oan, hoặc là sai, hoặc là oan sai. bộ luật tố tụng hình sự họ cấm dùng thủ đoạn mớm cung khi hỏi cung bị can khi lấy lời khai của người tham gia tố tụng à, à, trong lúc và điều tra hoặc là à, xét hỏi tại phiên tòa quý vị nên nhớ rõ đây là một cái câu chuyện được vạch ra mà nó phần nào đó trả lời luôn cho cái câu hỏi hồi nãy là lúc mà một cái vị luật sư tham gia cái vụ án hình sự bảo vệ cho thân chủ mà nếu mà được một thành viên trong cơ quan điều tra à, gợi ý là nên trong việc dùng đúng cái danh từ nhé gợi ý là nên nhận tội để được giảm án thì cái đó đó quý vị nó là một cái giai đoạn trong cái giai đoạn à, tố tụng và khi mà gợi ý như vậy đó hay còn gọi là mớm cung đó quý vị thì nó đã vi phạm theo bộ luật tố tụng hình sự à, gợi ý hay là mớm cung đều là như vậy. Nếu mình gợi ý là nên hợp tác và thành thẩn khai báo theo đúng sự thật, thì cái đó nó không phải là mớm cung. Còn mớm cung là khi mình đưa ra cái con đường, cái lời trả lời, cái câu trả lời, cái câu chuyện với những cái điểm quan trọng được nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại để cho cái người được hỏi đó quý vị, họ nhớ và họ sẽ trả lời theo cái ý của chúng ta. Thì cái đó là vi phạm pháp luật vì là vi phạm cái bộ luật tố tụng hình sự. Chủ thể của hành vi mớm cung thì như quý vị biết rồi à, là những người trong cơ quan điều tra, à, trong cái cơ quan truy tố xét xử, à, có thể là điều tra viên, có thể là kiểm sát viên, có thể là thẩm phán, vân vân và vân vân. Còn cái người mà đối tượng cho cái hành vi mớm cung đó quý vị, à, mớm cung đó thì có thể là bị can nè, à, bị cáo nè, Người bị hại nè hoặc là người làm chứng nha quý vị nha chứ không phải là chỉ có bị can và bị cáo thì mới có chuyện mốm cung mốm cung có thể được xảy ra với người bị hại và với người làm chứng vì vậy thay việc được kết luận ở đây là gì là cái câu chuyện được đăng lên nha quý vị được đăng lên trong cái um, status của cái vị tên là nguyên tại gì đó thì trong đó có cái đoạn là cơ quan điều tra có uh, liên lạc và có động viên, nhân quý vị có động viên uh, uh, bà uh, viết đơn uh, tố giác tố cáo cái hành vi chiếm đoạt tài sản. Thì nếu mà điều đó xảy ra, thân việc nói nếu nha quý vị nhớ, chứ không phải xác nhận điều đó đã xảy ra. À, chúng ta phải nhớ rõ như vậy chứ không lại Quý vị nghe được câu được câu không Rồi lại kết luận rằng Ô thanh việt cũng đồng ý Thanh việt sàm si sọn vừa mới nói xong là đồng ý rằng À cái đó là chính xác đó Cơ quan điều tra đó là đã à, vi phạm à, Thanh việt xác nhận như vậy Điều đó là hoàn toàn sai Thanh việt chỉ nói rằng Nếu điều đó xảy ra à, Nếu điều đó xảy ra Nhưng quý vị nó giống cái bài hát à, Nếu điều đó à, xảy ra với em một đêm gì đó chẳng hạn như vậy à thì, thì thì điều đó là không chấp nhận được, Nhân quý vị nhé, điều đó không chấp nhận được, vì nó vi phạm trong bộ luật tố tụng hình sự đối với người bị hại, nhanh quý vị, nhưng mà dĩ nhiên là thành việt không có quy kết rằng cơ quan điều tra đó đã làm sai, tại vì không có một cái bằng chứng nào được chứng bày, không có một cái uh, gọi là uh, đã được kiểm định một cách rõ ràng. Vậy chúng ta không thể nào kết luận được. Thế vì đã nói rồi. Cho dù là chúng ta không thích một cá nhân. Hay là thích một cá nhân. Là nó vấn đề tình cảm. Nhưng mà khi quy kết tội cho cái cá nhân đó. Thì nó phải có cái bằng chứng. Và bằng chứng phải được nói ra. Được trưng bày ra. Ngay ở cái thời điểm. Mà mình trình bày câu chuyện. Với mọi người. Còn không đó quý vị. À còn không á. Thì xin mời. À, gọi là kéo dây kéo lại, Nhưng quý vị kéo dây kéo lại. từ vì sao lời nói sẽ có giá trị vào cái thời điểm đó. Nếu mà có bằng chứng, lời nói sẽ không có giá trị và nó sẽ trở thành một cái yếu tố để bị kiện để bị khởi tố. Đôi khi mình hiểu cái câu kiện, đối với vị đi kiện tôi đi, à, thì nó lại là vấn đề dân sự. Cái này là là đi tố giác, tôi cáo nó để sang cái vấn đề là hình sự chứ không phải là kiện tôi đi tôi hầu tòa cho. Thưa quý vị chuyện tôi đi tao hầu tọt cho đối với vị là chúng ta hay nghe cái câu nói đó nhưng mà nó vấn đề hình sự, à, dân sự dân sự thì dễ lắm nhưng quý vị đền tiền chẳng hạn như vậy nhưng mà khi mà bị tố giác tố cáo đến cơ quan điều tra như thế này thế nọ thì nó lại có thể là liên quan sang vấn đề hình sự vậy vậy nếu mà cơ quan điều tra ABCD ở một cái tỉnh thành nào đó nhưng quý vị có cái hành động là đi vận động một người chưa được xác định là bị hại cho cái câu chuyện đó mà vận động để đi làm công việc đó đi thì nó gọi là mớm cung. Nhưng quý vị, nếu mà có còn cái hành động một hành động nữa, cái hành động mà gọi là cái gì quý vị? Cái hành động mà đi tìm người bị hại. À ai là người bị hại thì liên lạc với chúng tôi thì cái đó không phải là hành động mớm cung hoặc là vi phạm trong bộ luật tố tụng hình sự. Tại vì sao? Tôi chỉ nói rằng ai là người bị hại thì đến gặp chúng tôi. Thì quý vị có cái điều kiện để nói rằng tôi không phải là người bị hại. Nên tôi không chấp nhận. Nhưng quý vị, tôi không thuộc thành viên mà đến gặp cơ quan điều tra. Đơn giản là như vậy. Rồi, có những cái hồi nãy thân việc cũng trình bày với quý vị là có cái câu chuyện mà nếu mà cơ quan điều tra họ vận động để cho những cái bị can họ nhấn tội À, Nhận tội để được giảm án Thì cái đó nó cũng là một cái hành vi vi phạm Thành vì không nói rằng Nó có xảy ra hay là không xảy ra Thành vì không nói Cái vấn đề đó thì nó rất là bao la Và khi mà nói đó quý vị Thì nó phải có bằng chứng Tại vì nếu không có bằng chứng đó Thì cái câu nói đó của mình là nó vô giá trị Nhưng quý vị Không thể nào nói rằng tôi có đầy đủ bằng chứng Nhưng hiện nay thì tôi không thể nào đưa cái bằng chứng đó ra Chưa được chưa được chưa đưa bằng chứng ra được giống như chị khang nói đó quý vị à, tôi có bằng chứng đầy đủ là nghệ sĩ A đã lấy đi bao nhiêu trăm triệu đó chẳng hạn như vậy bao nhiêu tỷ đó xin lỗi quý vị bao nhiêu tỷ đó à, bằng chứng đi có đầy đủ rồi à, cả cả là mấy kilo lận nhưng mà tôi chưa chứng bày được chưa trưng chưa, chưa bày được thì thưa quý vị ngay ở cái thời điểm đó nên nha quý vị đã vi phạm tự vì mình có cái điều kiện mình có cái cơ hội để không phải nói Tại sao nói mà lại không đưa bằng chứng? Còn nếu mà đã nói thì phải đưa bằng chứng. Còn không thì không nói gì cả. Từ vì nếu nói mà không đưa bằng chứng, thì ở ngay thời điểm đó mình đã vi phạm. Nha quý vị, phải rõ ràng những cái quan điểm như vậy. Thành việc là thấy có rất là nhiều quý vị cho rằng ồ oh, bây giờ thì chúng tôi uh, uh, không có đưa bất cứ cái uh, bằng chứng nào ra, uh, có đầy đủ rồi, nhưng mà giữ đó chưa được, chưa cần đưa, chưa cần đưa. À, rồi bắt đầu dẫn cái kết luận dẫn ngay cái kết luận ra thì cái điều đó là vi phạm, đúng cái gì? điều đó là vi phạm. chúng ta rơi vào đúng ngay trường hợp của chị chị Khang vậy. nhưng quý vị mặc dù cái mũi tên nó được bắn ra nó chưa chắc là nó trúng đích, nhưng mà ít ra nó cũng nó cũng trúng ngay vào trong cái bia đỡ cung tên. nếu quý vị nó không trúng ngay vào tâm điểm nhưng mà nó trúng ngay vào cái bia đỡ tên rồi. Có nghĩa là lời nói của chúng ta nói ra trong những cái chương trình buổi livestream nó không làm cho à, ví dụ 50.000 người là tin tưởng hết cả 50.000 người nhưng ít ra là 5.000 người 10% trong cái số xem chúng ta đã tin tưởng thì câu chuyện nó đã trở nên là một cái vấn vấn nạn cho mạng xã hội. Vì vậy quý vị nên nhớ rõ không nói đó à, quý vị thì không ai phản biệt mình được. Nhưng mà nói thì phải có bằng chứng. Từ vì nói không có bằng chứng thì nó trở thành là những cái điều có thể phạm tội một cách dễ dàng như là trường hợp của chị Khe. Bây giờ thì Thanh Việt bước sang cái cái phần được gọi là dạy là nãy giờ Thanh Việt xàm xí sọ cái câu chuyện mớm ăn rồi mớm cung. Đúng không? Mớm ăn thì nó là nó phản khoa học. Nó vi phạm cái điều luật về khoa học. Nó phản khoa học. Còn mớm cung á, nó có phản luật hay không nó có vi phạm pháp luật hay không mặc dù nghe là nó không chấp nhận được rồi ai mà lại đi ép vậy đúng không ai mà đi ép con ép cháu ép, 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 ép người như vậy không ai ép được đúng quý vị ngay cả trong gia đình của chúng ta chúng ta còn chưa có thể ép được con của chúng ta mà trong một gia đình có 5-6 người con nhưng quý vị à, mỗi người nó thụ hưởng à, chúng ta à, một cách khác nhau à, sẽ có những đứa học rất là giỏi À, có những đứa thành tài. Nhưng mà sẽ có những đứa đi ngược lại 100%. Chứ không phải bất cứ một gia đình nào. Nhưng quý vị, bố mẹ là một người tài giỏi. Thì con cũng phải tài giỏi, cũng phải tuyệt vời. Nhưng quý vị, sẽ, cũng sẽ có những đứa con sẽ tuyệt vời. Và trong gia đình đó cũng có một hai đứa con. Nó đi ngược lại hoàn toàn. Tính cách nó hoàn toàn. À, không thể nào nói, cha mẹ như thế này. Thì tất cả những đứa con cũng phải đi theo con đường như vậy. Nên đừng, đừng vô đủ cả năm. Vì cho rằng... À, những người à, lớn trong gia đình đó bậy bạ thì những đứa trẻ những đứa con trong gia đình đó cũng bậy bạ theo hoàn toàn hoàn toàn sai nha quý vị nhá hoàn toàn sai ngay cả bố mẹ ruột con ruột đó quý vị nó cũng chưa chắc là giống nhau ba mẹ là bác sĩ à, là một cán bộ cấp cao chưa chắc con phải là hoàn hảo nha quý vị chưa chắc không có lấy gì mà bảo đảm cả cái uh, um, tố chất DNA trong người, cái sự thông minh có thể truyền tải cho đứa con. Nhưng mà đứa con không hấp thụ được về cái chuyện học hành, trở nên thông minh nhưng mà lười biếng à, Có tính gian lận ở trong đó, có tính cách gian lận thì cũng chẳng làm được gì trong xã hội. Đúng không quý vị? Nên đừng, đừng bao giờ cho rằng, à đừng bao giờ cho rằng cha mẹ giỏi thì những đứa con chắc chắn 100% phải giỏi. Điều đó không ai bảo đảm được. Cha mẹ dở thì bảo đảm 100% đứa con cũng sẽ phạm tội như cha mẹ. Điều đó cũng sai luôn. Nhưng quý vị, đừng vơ đũa. Mỗi người khác nhau. Tôi là tôi. Bạn là bạn. Mặc dù à, con có thể giống cha trên cái cách nhìn, à, trong cái à, dáng đi, trong cái gương mặt, trong cái DNA. Nhưng tất cả những cái vấn đề đó chưa chắc là đi chung với nhau. Vậy thì mình trở lại cái vấn đề mà mớm cung đó quý vị. Nó vi phạm ở những điểm nào? thì trước khi uh, chở sang cái phần đó thanh việt xin được uống một tí nước và quý vị nào chưa bấm nút like thì xin quý vị nhớ bấm nút like để cho chương trình uh, được lan tỏa đến uh, nhiều quý vị hơn chương trình hiện nay cũng đang bị gọi là mất cái sự tương tác uh, một số quý vị là không nhận được cái lời thông báo nên uh, thanh việt mong muốn rằng uh, quý vị uh, bình luận cũng như là giúp một tay uh, để cho chương trình những cái, cái chuyện mà thanh việc trao đổi những cái ý kiến sàm xí sọ này nó có thể sàm xí sọ đến với nhiều quý vị hơn làm cho cuộc đời có nhiều màu sắc hơn đúng không quý vị thanh việc cảm ơn quý vị rất là nhiều bây giờ đến cái phần sau của chương trình à, đó là cái câu chuyện mớm ăn thì phản khoa học dạy thì mớm cung phản cái gì đây thưa quý vị, trong cái công tác tố tụng hình sự đó quý vị, mớm cung không được chấp nhận. Vậy thì thanh việc sản sí sĩ soạn có cái luật định nào dám cả quyết cái vấn đề mớm cung là không được không? Mớm cung có khi là bên cơ quan điều tra là giúp đỡ người dân đi uh, sát với người dân uh, cái này thế nọ. Nhưng quý vị thì uh, thưa với quý vị. Uh, theo điều 6 thông tư của Bộ Công an ra vào tháng 12 năm 2020, thông tư số 126. Họ ghi rõ như thế này quý vị. Một số việc mà điều tra viên đó không được làm theo điều 54 luật tổ chức của cơ quan điều tra tiến hành tố tụng hình sự năm 2015. Cái mục đích của cái điều này đó quý vị. Điều 54 trong là, là của cơ quan điều tra tiến hành tố tụng đó, cơ quan điều tra đó quý vị cũng như là trong cái điều xấu của thông tư Bộ Công an đó, à, tất cả họ muốn loại bỏ những cái sự việc quan liêu, cử quyền, tiêu cực, sách nhiễu, xâm phạm quyền của con người. Đâu quý vị? Thế việc tạm dừng ở cái chỗ này và xin quý vị một phút để nói. Chúng ta thường hay ngại ngùng, nha quý vị, chúng ta ngại ngùng nói lên những cái câu chuyện mà nó gai góc vì chúng ta sợ là khi mà chúng ta nói lên những cái chuyện gai góc đó thì mọi người sẽ chụp mũ và cho rằng ô ô ô ô ô, ô. A -n -n. À, phờ an phang hỏi phản phản động đúng không quý vị bị chụp mũ này nhưng mà thưa quý vị nếu mà nói như vậy đó nếu mà nói như vậy đó quý vị thì chúng ta phải nói luôn tức là quốc hội hoặc là bộ công an cũng có tính chất phản động vì tự nhiên mà dám đưa ra cái luật để à, à, phòng bị những cái câu chuyện mà quan liêu cử quyền tiêu cực sách nhiễu, xâm phạm quyền có người hay sao? Ủa vậy vậy là có mới dám đưa ra luật à? Đúng không quý vị? Nên là chúng ta cứ bình tĩnh trong bất cứ một tổ chức trong bất cứ một xã hội nào luôn luôn có những cái hạt sạn và chúng ta đã thấy chúng ta thấy từng bộ, nhưng quý vị đã có những cái hạt sạn, có khi cả, cả bộ trưởng bộ y tế chẳng hạn như vậy. À, về cái vấn đề à, việt á đầy đủ hết quý vị quý vị mà cứ ngồi bình tĩnh xuống nha quý vị à, bỏ bớt cái, cái 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 chồng nón sắp vào trong tay đó quý vị để quẳng ra người nào mà nói sai ý mình á là quẳng cái bực cái rồi phản đúng không quý vị như vậy là tự nhiên là 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 chúng ta tự nhiên là một cái người mà lo sợ mà chúng ta không tự tin Tại sao chúng ta không tự tin với cái uh, sức mạnh của đất nước của chúng ta mà lúc nào chúng ta phải lo sợ, coi chừng coi chừng kìa, coi chừng kìa, đi ra ngoài đường mà cứ mắc uh, mắc phải trợn qua trợn lại để coi chừng có ai ai này không. Tại sao mà lại sợ thế nhỉ? Trong khi đất nước của chúng ta đang hùng mạnh cỡ nào mà chúng ta có phải sợ sệt. Thưa quý vị, không có điều gì sợ sệt. Và ngay cả quốc hội và bộ công an cũng đã ra những cái bộ luật vì biết rằng không ai là hoàn hảo và để hy vọng hạn chế tối đa những cái hạt sạn đó trong xã hội người ta mới đưa ra những cái bộ luật nhân quý vị à để làm gì bỏ ra những cái hạt sạn mà nó tỏ ra cái tính cách là quan liêu cử quyền tiêu cực sách nhiễu nhân quý vị thì trở lại theo cái điều sáu thông tư của bộ công an vào năm 2020 họ nói có khoảng uh, 9 điều nha quý vị mà bên của điều tra viên không làm được. Thứ nhất, tự ý tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trái quy định hoặc không được phân công. Có nghĩa là sao? Anh không được phân công để lãnh cái vụ án này, nhưng anh vẫn đứng ra để tiếp nhận à là vì uh, bạn 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 của tôi uh, uh, ngày ngày hôm nay là nó uh, bạn điều tra viên của tôi là phải đi uh, về quê cưới vợ nên uh, uh, anh đó anh ủy quyền cho tôi à nên tôi đứng ra tôi nhận thì chưa được nha quý vị bao giờ thủ trưởng của cơ quan điều tra họ phân công công việc tạm thời thì cái người điều tra viên đó mới có thể tiếp nhận để giải quyết nguồn tin tội phạm được à, tiếp nhận cái lời khiếu nại tố cáo còn không là lấy là gì quý vị? Loạn sao ngọc. Ai cũng tiếp nhận cũng được. Và đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái gọi là cử quyền và tiêu cực. Khi mà sẽ có những người lợi dụng cái chuyện đó, họ có thể dìm những cái đơn đó đi vì có những cái lợi ích riêng tư nào đó. Đúng không quý vị? Nên không được. Trách nhiệm nó phải thuộc về một người và người đó phải định nghĩa. Đó là ai? Được xác định. Rồi, không được thêm bớt sửa đổi, đánh cháo, hủy tài liệu, đồ vật, vật chứng minh, hoặc làm sai lệch nội dung vụ việc của vụ án. Có nghĩa là cái này nó là cái gì đó quý vị? Nó gần như là bức cung. À, và có một phần của chuyện mớm cung ở trong đây. Có nghĩa là sao? Chúng ta sửa đi nè. Chúng ta à, không trực tiếp sửa, nhưng chúng ta là gián tiếp sửa bằng cách là đưa sẵn cái câu trả lời cho cái người bị hại, cho cái người bị cáo, cho cái người làm chứng. Vậy là chúng ta đã sửa đổi và đánh cháo. Nhớ quý vị, sửa đổi và đánh cháo. Cái người bị hại đó, người ta có thể nói rằng, à, ngày hôm qua, khi mà tôi chứng, à, tôi nhìn thấy cái tai nạn đó, thì tôi chỉ có biết cái xe đó là xe à, Honda. À, à, nhưng mà tối với tôi không nhận được nó là màu 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 à, màu, màu màu, xanh nhạt hoặc là màu ghi, nhưng tôi không nhớ rõ biển số thì nó cũng mờ mờ hình như nó có một số 8 thì cái điều tra viên nó nếu mà anh ta thực hiện cái hành vi vi phạm mớm cung đó quý vị thì anh ta nói ngay theo uh, chúng tôi đó thì chỉ có một cái xe màu xanh thôi chắc là uh, anh thấy cái xe màu xanh phải không thì lúc này người bị hại à, người làm chứng đó quý vị họ không muốn phiền phức tên được ai ôi chứ đúng rồi xe màu xanh đó rồi tiếp đến à anh nói rằng trong cái uh, biển số đó nó có cái số 8 thì à, uh, theo chúng tôi điều tra đó thì cái xe đó là à, xe à, có số là à, 45 à, 45 à, gạch và 8 gì đó gì đó Ồ vậy là trong đó có, có số 8 rồi như vậy là chắc chắn là cái xe đó đó đúng không anh thì cái người mà điều tra vụ án đó quý vị à, điều tra viên đó họ vừa vi phạm mớm cung thấy rõ ràng luôn Nhưng quý vị nên không thể nào mớm cung sửa đổi được rồi tiếp người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng, ngoài trụ sở công an, trừ trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ và được sự đồng ý của cấp trên thì mới được làm. Từ vì sao? À, cái này nó mới rơi vào cái trường hợp này đó quý vị. Đây là rơi vào trường hợp khá thú vị mà thanh việt đã nghe uh, uh, một số uh, quý vị khán giả đã đã bình luận như thế này về cái chuyện mà 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 có hay không có về cái câu chuyện mà đi vận động đó quý vị Để um, uh, viết đơn đó Thì nó như thế này nè quý vị Khi Mà mình Tiếp cái người bị buộc tội Hoặc người thân thích Hoặc là uh, bị can Ở bên ngoài cơ quan công an Nhân quý vị Thì nó đã bắt đầu uh, Đã bước vào cái giai đoạn Gọi là nửa nạt nửa mở vì có nhiều điều có khả năng xảy ra. Chẳng hạn như là sẽ nhận à, hối lộ, sẽ nhận những cái phần quà để chạy án nếu có thể. Nó quý vị, và chưa chắc là họ nhận, nhưng khi bước ra khỏi trụ sở công an, không có những cái máy quay phim, không có những người làm chứng, thì câu chuyện ai biết được xảy ra ở trong cái nhà hàng đó là cái gì? Đúng không, quý vị, và nó tự nhiên, nó làm cho cái câu chuyện điều tra, nó có chút vẫn đục vì vậy hạn chế những cái chuyện tiếp người bị hại, tiếp người bị buộc tội ở bên ngoài trụ sở, đúng không quý vị? chứ không phải là tiếp người dân, à, xin lỗi không, quý vị là tiếp người buộc tội, tiếp người thân thích của người buộc tội, mà đó là những công dân. vì vậy tôi đã học theo đúng, tôi đã thực hiện theo đúng cái lời tôi được học, đó là à, luôn luôn đi sát với quần chúng. Ôi, ôi thế 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 thì không được những quý vị hoàn toàn sai họ nhưng quý vị à, là quần chung đúng thiệt nhưng họ đang liên quan đến những vấn đề về pháp lý thì nó khác với quần chúng mà những người cán bộ được dạy là phải đi luôn xác thực thị thực là đi luôn quý vị đi luôn xét với quần chúng à, à, sâu sát thì đó là những cái câu chuyện cuộc sống bên ngoài để tìm hiểu cái nguyện vọng của người dân thì phải đi sâu sát nhưng khi người dân trở thành là một trong những người bị can bị cáo hay là liên quan đến những vấn đề pháp lý thì cái câu chuyện đó nó lại không đơn giản là lúc nào cũng tới nhà dân để à, à, uống một à, à, ly chè, à, ăn một bữa cơm à, sâu sát với người dân mà được, được được dạy là phải sâu sát với người dân thì làm như vậy thì thưa quý vị điều đó là sai tùy theo trường hợp và đừng đánh cháo khái niệm như vậy rồi ăn uống nhận tiền tài sản của người bị buộc tội đương sự đó cái điểm thứ ba và điểm thứ bốn nó gần như là giống nhau à, ăn uống nhận tiền tài sản của người bị buộc tội nhưng quý vị à, hay gì đừng nói rằng Ồ. ngày nào tôi cũng à, đi à, sâu sát với à, quần, quần chúng à, tôi ăn uống à, từ nhà này sang nhà nọ nhưng mà nếu như nhà đó mà có người phạm tội mà còn đi đến đó quý vị, thì ôi chà ơi, hoặc là nhà đó là người bị hại mà người à, điều tra viên này cứ đi đến à, ăn uống nhậu nhẹt thì rõ ràng, anh quý vị ngoài cái việc mà mất cái tư cách, còn tạo nên một cái sự hoài nghi, à vậy là người bị hại đó quen được à, à, những cái vị trong điều tra, vậy là nó có một cái sự bất công nào trong đó à, dành cho những người bị can rồi, đúng không quý vị? nên nên hạn chế. Đó là cái lý do và tùy theo trường hợp để phải đi sâu sát với quần chúng chứ không phải lúc nào cũng sâu sát với quần chúng. Lợi dụng danh nghĩa công tác để gặp gỡ nhờ sách nhiễu hoặc câu lợi bất bực dưới bất cứ hình thức nào. Rồi đây, điểm thứ 6 có trong điều 54 luật tổ chức nha quý vị của bên cơ quan điều tra à, tố tụng hình sự đó quý vị là bức cung mớm cung, ép cung hoặc dùng nhục hình dưới bất cứ hình thức nào là không cho phép. Điểm thứ bảy, tiết lộ bí mật thông tin tài liệu vụ án đang được điều tra khi chưa được phép công khai. Và điều này không chỉ áp dụng cho bên luật, tổ chức, cơ quan điều tra hình sự, mà nó còn áp dụng cho rất là nhiều những quý vị luật sư, những quý vị là không bao giờ À, lên nói về thân chủ của mình những câu chuyện của thân chủ của mình nha quý vị bởi vì sao đó là cái bí mật của thân chủ và bí mật vấn đề riêng tư của thân chủ luôn luôn được tôn trọng một cách tuyệt đối nhất Nhân quý vị luôn luôn được tôn trọng tuyệt đối nhất và điểm thứ 8 cho người đang bị tạm giữ tạm giam sử dụng điện thoại hay các hệ thống mạng xã hội để liên lạc trao đổi với người khác thì cái điều này quý vị đã nhớ rõ rồi. Nó áp dụng nhiều nhất là đối với chị hàng anh nhân quý vị chị hàng chỉ có được à, liên lạc với người thân khi được phép. À, nhân quý vị khi được phép bằng điện thoại của ai quý vị của trong à, khu vực tạm giam T29 1 một à, chứ không phải là điện thoại của à, 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 cái người điều tra viên à, ABC nào đó không được. Điểm thứ chín gây phiền hà để người tham gia tố tụng hoặc công dân phải chờ đợi đi lại nhiều lần. Thì sơ sơ, thân việc cho quý vị thấy chính cái điểm, nhưng quý vị, chính cái điểm mà à, điều thứ sáu thông tư bộ của, của Bộ Công an à, số 126 ra vào tháng 12 năm 2020, cũng như là điều 54 luật tố tụng của cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã nêu rõ và trong đó cái điểm quan trọng là điểm số 6 bức cung, mớm cung. Điểm thứ tư, không ăn uống nhận tiền tài sản. Và điểm thứ hai, không thêm, không bớt, không sửa đổi, không đánh cháo, không hủy tài liệu. Và, và trong đó cái chuyện mà đi vận động, người ta nhận tội đó quý vị, cũng không được. Nhưng quý vị, vận động, người ta hợp tác để nói lên sự thật cùng với cơ quan điều tra, điều đó chấp nhận. Nhưng vận động để nhận tội, để trở thành là một cái uh, uh, gọi là yếu tố giảm án đó quý vị à, giảm nhẹ đó là không được nhưng quý vị. cái việc nhận tội cái việc đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra đó là từ tự nguyện của họ khi mà chúng ta ép như vậy là có khi họ à, uh, chúng ta đưa ra cái kết luận đó là về luật pháp của Việt Nam chúng ta nha quý vị chứ thật việc không nói về luật pháp của các nước khác luật pháp của Việt Nam rõ ràng là như vậy à, không có được à, ép người ta nhận tội đi thì sẽ được giảm án còn không nhận tội là đi mọt công điều đó là ép cung bức cung còn đối với các nước khác trước khi kết thúc chương trình nhà đối với các nước khác nha quý vị vấn đề dân sự thì các nước khác và chúng ta giống nhau nhưng vấn đề hình sự á đôi khi nó có cái khác hình sự có những cái cuộc gọi là hồi ý ở bên ngoài mà cả ở bên ngoài tòa trước khi mà phiên tòa xảy ra để làm gì quý vị tự vì cái chi phí có thể rất là cao và để có những cái điều nha quý vị giữa đôi bên chẳng hạn anh nhận tội nha quý vị đôi bên cùng có lợi nha quý vị chứ không phải chỉ có một bên có lợi anh nhận tội à, anh đồng ý với những cái điều mà bên à, cơ quan điều tra nêu lên à, anh nhận điều đó là đúng tôi nhận tội tôi biết tôi có tội thì cái bạn an anh có thể là 2 năm. Còn nếu anh nói rằng những cái việc điều tra của cơ quan điều tra là sai, tôi là người vô tội, tôi muốn đem ra tòa để xử, thì lúc đó nếu lỡ ra ngoài tòa và anh thua, nha quý vị, thì cái bản án nó không còn là 2 năm nữa, mà nó có thể là 6 năm, 8 năm. Lúc đó đó quý vị, thì cái người bị can, như quý vị, họ sẽ có trên tay hai cái thông tin này do luật sư của họ đưa ra. Và họ sẽ phải suy nghĩ. Nếu họ bảo đảm được rằng họ vô tội, họ phải nhờ luật sư cãi đến cùng cùng với những bằng chứng, thì họ sẽ đem cái vấn đề đó ra tòa. Còn nếu họ cảm thấy rằng họ ra tòa, họ sẽ thua vì họ không có đủ bằng chứng, thì họ chấp nhận họ có tội để họ được lãnh một cái án thấp hơn nhiều. Thì đó là những cái câu chuyện xảy ra ở các nước khác không phải ở nước của chúng ta Hình sự là hình sự Nhưng quý vị à, Các cái điểm mà tăng nặng và giảm nhẹ Đó là tự cái cá nhân đó có Chứ không phải là mình đi ép họ Phải làm để được điểm A, điểm B này Thân Việt xin tạm dừng Chương trình ở đây Và xin kính chúc quý vị một ngày Thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an I love you